Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha mọi người. Và bây giờ thì nói chung là tối nay thì Khải cũng mở một cái event 100k vì cộng đồng cho anh em tham gia. Thì rất đơn giản anh em nào hay xem trên kênh YouTube của Khải thường xuyên á, thì cứ mỗi tháng có event anh em, mỗi tháng hoặc là mỗi dịp có event thì Khải sẽ cũng làm một cái mini game nhỏ anh em 50k, 100k đó cho anh em dự đoán cấp và phần trăm, tầm cấp lên bao nhiêu và ạc này phần trăm lên bao nhiêu, thì anh em chỉ việc dự đoán ạc này sẽ lên 142 bao nhiêu phần trăm, và cái số phần trăm đó sẽ dao động từ 10% quay đầu. Nếu như ai dự đoán đúng và nhanh chính xác nhất thì Khải sẽ tặng cho anh em đó 100k trong buổi tối ngày hôm nay nha anh em ơi. Đó, hiện tại giờ Khải đang mở túi nhiên liệu anh em ơi. Khải sẽ cần là 1.000 dừa, 1.000 cầu và 1.000 sung và 1.000 đu đủ nè. Và Khải sẽ mua thêm 1.000 cái vật phẩm trong tổng kim nữa, tương đối khoảng 50k điểm tổng kim. Thì với lại Khải mua thêm 10.000 xu nữa nè. Even thì xu á, thì nó tốn 10.000 xu nữa. Hiện tại Khải đã chuẩn bị xu đủ nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, 10.000 xu. Để từ từ nó mở hết túi nguyên liệu ra rồi Khải mở cho anh em xem. Rồi, đây trong thời gian đứng đợi nó mở túi thì anh em đi theo Khải này. Khải sẽ mở một cái website, nói chung website của nhà phân phối game anh em. Thì anh em cùng xem qua dưới Khải thử là nó như thế nào, cái event này như thế nào đây. Đây anh em ơi, đây này nè. Mấy chủ, hiện tại mấy chủ là vừa gộp server là mấy chủ này. Mấy chủ lương sơn bạc này nè, thấy không? Thấy dòng dưới du sơn ta lọc đó, cực vô. Tại giờ thì mấy cái này thì ông FNBC này ở trung tâm rồi, trung tâm Tương Dương ai cũng biết rồi. Còn cái này cây ngũ quả nè, anh em rảnh thời gian anh em có thể ra anh em nhận kinh nghiệm này. Đó, đó, 10 giờ sáng 30 này, 12 giờ này, 2 giờ này, 4 giờ này, 6 giờ này, đó. Hái trong vòng 15 phút. Cái này thì hái xong một nút có kinh nghiệm nè. Nãy Khải cũng răng hái rồi, được mấy chục triệu kinh nghiệm rồi. Đây, nguyên liệu đây. Như là Khải chuẩn bị 8k túi nè. 8k túi này là Khải cho anh 2 ngày ấy, biết không? Là cũng đủ rồi. Thì cầu này, sung này, dừa này, đủ này. Xoài mua tại nửa. Xoài thì mua tại tổng kim rồi nè. 50 điểm trên một cái thì cầm 1.000. 1.000 quả xoài thì tốn khoảng 50k điểm. Đó. Cái này thì mua Tương Dương trung tâm. Cái này là Evan vạn nè, 5 vạn cho một cái. Còn Evan sâu này, tí nữa Khải sẽ về mua thêm 1.000 cái mâm vàng đỡ ép cái Evan sâu cho anh em xem. Còn cái này là đua top cá nhân băng hội này nọ anh em biết rồi. Cái này là Evan thường rồi nè, Evan thường. Đúng không? Evan thường là 115 triệu trên cái. Ôi, Evan này 30 tỷ nha anh em. Evan này 30 tỷ nha. Mâm vàng ngũ quả anh em, 30 tỷ. Đó. Đó, 30 tỷ thằng biết lên bao nhiêu cấp nha mọi người. Hiện tại Khải đang có 141 thôi. Thì đợi Khải ép xong rồi anh em. Ép xong nguyên liệu đâu đó rồi Khải sẽ cho anh em bắt đầu dự đoán. Và sau cái câu bắt đầu đó thì chúng ta sẽ tìm ra người dự đoán nhanh chính xác nhất thôi em. À, nhanh chính xác nhất sẽ tặng ngay 100k thôi. Chỉ trong duy nhất một tối hôm nay thôi em ơi, duy nhất tối hôm nay thôi. Tại vì lâu lâu thì mới có một event một lần. Đây ví dụ như đây là bao lì xì tốt cá nhân, tốt băng hồi mấy cái này bình thường. Này anh event thì ngon nhất vẫn là bảo rương sơn hà nè. À, cái bảo rương này thì mở chữ ngẫu nhiên này, cái này không phải. Cái này thì bình thường thôi. Mật tịch bí tịch thiệp đặc biệt, cái này là anh tiếp tục bên nam nhật trắng vàng như thông này. Ở lượt mày boss đặc biệt hổ minh thật bánh trưng minh tét kỹ năng và tiềm năng này nè, đây mình mới này đó, mong sau ra hai cái này đỡ nút vào ạc lâu rồi. Ba mặt nạ thì bình thường, càng khôn máu tống kim lần bài phi tóc chiến cổ thì tinh hồng là bài vi kiếp phúc duyên lộ thiết là hán và nhiều tâm kinh sư đồ giang hồ thiên thổ lộ đặc biệt thường hiền thiên trì quốc tử thiên sơn sát thủ giang lơ họ lần bài phong độ số lượng. Đó, nói chung là anh theo số lượng sẽ được tặng theo một cái cấp độ phần 700 cái, 210 cái, 500 cái này, nó tặng thêm một ít kinh nghiệm thôi, không có nhiều lắm đâu. Rồi sau khi ăn được 1.000 cái thì nó sẽ cho một cái dòng sáng nè. Và kèm theo này một tiếng bình tinh này hoặc là một họ này. Rồi bạch trận đơn thì trận đơn. Đây, cái này là nè, quan trọng nhất là bảo rương sơn hà nè. Ra được cái này thì có thêm 5 số kim gì đó. Còn không thì thôi, không thì coi như là xịt. Tại vì anh em lần này tốn khoảng 10 kim thôi nè. Thì tầm này chắc cái rương này nó cũng rớt giá này, tại vì mùa trước rất là nhiều người săn mua, tầm này chắc anh em full hết rồi. Rồi lệnh bài đây, cái này cái mới nè mày, lệnh bài boss ông 30 nè, cái này cái mới nè. Đó, cái này là cũng giống như lệnh bài boss đại nè, thì nó sẽ có những cái đặc điểm khác hơn chứ không có giống lắm. Lá sơn hà, sông tuyệt sát thủ kỹ năng 2 cấp này, đại thành bí kíp 120, đại thành 120, lệnh bài boss đại đó. Nó thêm được con boss như Khải nói này, ông 30 nè, thêm con boss này. Rồi bảo rừng trong bảo ngựa tối phiến. Rồi mấy cái này thì bình thường rồi. Rồi đây cái này anh em.
cái lệnh bài Khải vừa nói này, con boss đặc biệt này nè, chỉ sử dụng tại bản đồ thập đại môn phái, cầm 150 vạn mà một lệnh bài boss tường lọc mới có thể mở được, boss tường lọc xuất hiện đó. Khi sử dụng boss tường lọc thì hệ thống chỉ thông báo tần số thế giới, rồi tầng lọc chứ không phải nó không có thông báo tọa độ với lại môn phái cụ thể nào. Anh em thoải mái thả boss nha anh em đó, sau khi anh boss sẽ được trang bị anh em ơi, rất nhiều đồ này đó, trang bị hồng ảnh 1 tháng, bảo đương trong bảo và là một tờ tài kinh ngựa 8 mít 15 ngày, bí kíp môn phái thì tên tinh hồng của thật. Chung là ngon nhất vẫn là cái món hồng ảnh, nếu như những trang bị hồng ảnh kia hết hạn thì ngon nhất vẫn là món hồng ảnh này nè, hạn sử dụng 1 tháng. Tinh hồng và là một tờ tài kinh, rồi chung là được là hai cái đó thôi, còn mấy cái dưới không có gì cả. Rồi ok, để coi thử mở xong chưa anh em ơi, coi thử mở xong chưa. Đây tiếp tục anh em ơi, đây khả năng mở anh em ơi, Khải mở xong rồi anh em đi ép rồi mới tính nha anh em ơi, tầm này thì chưa đâu mọi người ơi. Hello mọi người mới vô nha, hello anh em nha, anh em đang xem cho một like chia sẻ anh em ơi, hiện tại anh em đang xem Võ Lâm trường kỳ 1 nha anh em. Đây gồm đủ như ta, mỗi thứ 1.000 nè, ôi như là dư rồi, không sao dư mình cắn vô ạc luôn em, không sao cả. Hoặc là có thể để dành ăn tiếp Event tiền vạn lần sau, tại vì Event tiền vạn nó 15 tỷ là Event tiền vạn nó lên được hơn 1.5 cấp lận. Event tiền vạn thôi khoảng 5k vạn thôi nè, 5k vạn khoảng 5 kim thôi. Được Khải hỏi hòn thì cứ ăn tiền vạn hoặc ăn luôn, ăn úp cấp luôn, vấn đề gì đâu. Ăn tiền vạn thì tốn 5 kim mấy nữa nè, 5 kim mấy nữa. Nhưng mà cái này chỉ dự đoán tiền xu thôi nè, ăn xong tiền xu cho anh em nào mà dự đoán đúng thì sẽ nhận thôi, tiền vạn sẽ tính sau, tiền vạn không có dự đoán nữa nè. Tiền vạn tầm này rẻ. Một nghìn mỗi loại dư rồi còn gì. Ờ dư em đỡ dành để anh tiền vạn luôn này. Tính ra tầm này coi. Ui khá là nhiều. Rồi cứ ép cho xong rồi cốc bớt vào rương nè. Rồi chuẩn bị thứ 1k. Chuẩn bị thứ 1k rồi dứt thôi nè. Hello Duy Phúc, hello anh em mới vô nha, hello Đức Phạm nha. Hiện tại bây giờ chưa dự đoán nha mọi người, anh em đợi chút anh em ơi. Sau cái câu Khải bảo anh em bắt đầu dự đoán thì anh em mới có thể dự đoán đỡ xem cái số may mắn của anh em, cũng như là anh em dự đoán cấp và phần trăm của Khải. Nếu anh em may mắn sẽ nhận ngay 100k Việt đồng nha anh em ơi, rất đơn giản nha anh em luôn. Chúng là rất đơn giản nhưng mà hiện tại bây giờ anh em chưa dự đoán nha. Hiện tại bây giờ anh em đang rảnh tay á, cứ cho Khải một like mà chia sẻ anh em ơi. Sau khi Khải bảo anh em dự đoán nào anh em thì lúc đó thì những cái câu comment dự đoán của anh em thì Khải mới tính được nha. Rồi, ok, để Khải gì cất vô rương nè anh em ơi. Mọi thứ 1.000 cái nào dư Khải vứt vào, khi nào anh em vào tiền vạn tính tiếp. Đây rồi sung này, từ từ nha. Đã thử cho đường dưới đi cho nó khỏi nhầm rồi nè. Dừa nè. Dừa nè. Dừa đây. Rồi ok, mọi thứ 1.000 nha nè. Rồi cái nào dư Khải sẽ vứt vào rương. Đó. Đây dưới đây 250. Rồi dừa nè. Cái này thì gom anh sâu rồi anh thì Evan vạn nó là đẹp anh em. Evan vạn 15 tỷ lận nè. Evan sâu này là nói với anh em, thông báo anh em là Evan sâu này nó cho Khải là 30 tỷ anh em. 30 tỷ nha mọi người. 30 tỷ thì không biết là bao nhiêu cấp, anh em tự dự đoán thôi nè. Tí nữa anh em sẽ dự đoán nha. Rồi rồi một thứ 1k này, ok chưa? Rồi, không biết điện thống kim có đủ không này. Khải mua cái mâm vàng nữa. Mua mâm vàng này, đó, 1.000 cái. 10.000, ơi, hết sâu để đi đâu sâu à? Thằng này rương không có sâu. Rương tổng kim thôi. Hết sâu à? Sâu này. 10.000 sâu nha Nam. Hello Khánh Ngọc nha. Ok, cảm ơn Khánh Lật, Khánh Ngọc nha đã like. Chưa con trai cưng ơi. Thế nhưng Khải vẫn còn đó nè mày, vẫn treo cho xe thì ai mua thì bán thôi. Còn bây giờ từ đây đến bây giờ Khải chỉ chơi được môn là chủ yếu nè mày. Rồi tiếp tục 73. Rồi ok, mua này anh em ơi, mua 1.000 mâm sâu đỡ ép này. Mâm vàng chứ, đó, 1.000 cái. Ok chưa, rồi thiếu mỗi loại 50k điểm 50k điểm trong tổng kim nữa, biết đủ điểm nè. Biết bữa hòn đánh đủ điểm nè. Coi thử đủ. Ôi, vừa đủ 50k luôn, what the hell. Tí nữa luôn nè. Vãi lên. Rồi, ok. Khải mua đậu đủ nè em ơi.
Rồi, ok. Đây anh em. Ủa sao giờ là nón Giáng sinh ta? Lý Quỳ, anh chưa Lý Quỳ? Chưa. Ủa sao trong này nó ghi là nón Giáng sinh anh Lý Quỳ? Không biết, xem có dòng khác không? Không có dòng khác, hay là mua ở Tương Dương luôn ta? Để em coi, không có dòng khác. Đủ kiểu này sao là nón Giáng sinh anh em? Thử mua một cái thôi. À thử mua một cái, họ em vừa đủ 50k điểm thôi. Không dám mua. Từ đấy em chưa ăn lần nào nữa. Rồi, không có rồi. Chắc là mua trong đó rồi anh em ơi. Ủa sao nó là ghi nón Giáng sinh trời? What the hell? Đọc lại. Đây này. Đọc lại là trang web đấy. Ừ, đọc trang web là mua cái gì này, mua cái này. Đâu có tiêu rồi. Đây anh em. Cái đó là cái gì? Nằm xoài, cái đó là xoài. Mà trong này đỡ là nón Giáng sinh. À đâu, từ từ mua thử một cái thôi. Một cái một. Đúng rồi, xoài. Đậu sao? Ảo vãi rồi. Ok, mua xoài em ơi. Đậu hơi thiếu, nhìn hơi ảo quá nên là khả không dám mua nè. Đó. Này đợt nón Giáng sinh là chắc là Adder đang chưa chỉnh lại cái thông tin của cái trong tống kim này. Để mua thêm 1.000 xoài là đủ nha anh em ơi. Đó. Trong thời gian chờ đợi ép Evan anh em like chia sẻ đi anh em ơi. Like chia sẻ đi anh em ơi. Tí nữa Khải sẽ cho anh em dự đoán nè. Tí nữa Khải sẽ cho anh em dự đoán là sau cái câu Khải bảo anh em bắt đầu dự đoán á thì anh em mới bắt đầu dự đoán là bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm. Đó. Thì lúc đó thì anh em sẽ bắt đầu dự đoán thôi. Chuẩn bị qua ban khác tăng trần ơi. Tại bây giờ đang đợi nhận lương từ Adder. Anh em cố gắng hoạt động thêm tầm vài ba ngày nữa rồi nhận lương từ Adder phát cho anh em rồi di chuyển ban khác. Ôi trời ơi, mua dư 100 sò rồi. Nhỏ thôi mà đi nghe thấy. Đó bình thường mà. Rồi cái này cắt xoài đó. Anh Vinh vạn cũng được nè. Tại vì anh Vinh vạn nó cũng tốn 50k điểm. Ok. Ép này anh em ơi. Đâu rồi. Hello mọi người nha. Hello anh em. Hello anh Tú 2017. Hello Huệ Dương. Hello Bờ Hát Tuấn Vũ Phạm. Hello Bờ Tuấn Vũ nha. Ok. Hello Phạm Gia. Hello Hà Rồi Cửa Phật nha anh em ơi. Hello tất cả anh em nha. Hiện tại tất cả anh em đang xem livestream này thì chắc chắn với anh em một điều rằng anh em nào cũng có thể nhận ngay 100k Việt Nam đồng ngay trong buổi livestream này nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ khả năng ép Evan rồi anh em ơi. Đấy, khả ép xong rồi đã. Khả ép xong một cái đã. Xong thì khả sẽ cho anh em dự đoán rồi nè. Cấp vào phần trăm. Đó, ok chưa? Rồi. Và bây giờ anh em này dự đoán cấp cộng phần trăm gần chính xác nhất từ 10% quay đầu đổ lại đi, đổ lại ai dự đoán nhanh và chính xác nhất đổ lên được mà cứ quay đổ lên đổ xuống cũng được anh, cứ miễn 10% quay đầu nhận ngay 100k Việt Nam đồng đó, rất đơn giản. Rồi bắt đầu sau quay câu bắt đầu trên YouTube này nè em ơi. Rồi ok em ơi. Hiện tại bây giờ đã Khải đã cho anh em dự đoán này. Tất cả anh em dự đoán đi mọi người ơi. Những cánh tay của anh em đâu? Những cánh tay của anh em đâu? Hiện tại Khải đang là 141. Đó. Và 9% thôi. Đó. Thì cho anh em nhẹ thôi. 141, 9%. Và hiện tại Khải ăn cái 1.000 mâm ngũ quả này anh em. Thì Khải sẽ được 30 tỷ kinh nghiệm. 30 tỷ kinh nghiệm. Thì lên bao nhiêu cấp? Bao nhiêu phần trăm? Cho anh em dự đoán luôn. Dự đoán nha mọi người. Mỗi người chỉ duy nhất một lần thôi nha. Rồi chuột đồng đã dự đoán rồi này. Tất cả dự đoán. Hello trai Trần. Hello Duy Phúc. Hello Minh Nguyễn. Hello Hợi Dương. Rồi anh em cứ dự đoán đi nè ơi. Tất cả chỉ dự đoán một lần duy nhất nha anh em nào mà sửa comment sửa đi sửa lại là Khải nhìn Khải biết ngay nè ơi. Là những comment đó Khải không tính nha. Khải chỉ tính cái comment đầu tiên thôi. Anh em nào mà dự đoán 3-4 lần thì Khải vẫn tính duy nhất cái comment đầu tiên thôi. Ok. Hiện tại anh em hãy kích vào link YouTube bên trên để dự đoán nha mọi người ơi. Cậu chủ quán bia nè, Nguyễn Hí nè. Nguyễn Tướng Hoàng này, anh em hãy kích vào link YouTube bên trên để dự đoán nha em ơi. Mới được nha anh em. Còn trên fanpage, trên fanpage mọi cái comment trên fanpage không tính nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ Khải đang ăn nè anh em ơi. Mọi comment trên fanpage không tính nha mọi người. Hiện tại anh em nào đang có comment trên fanpage thì hãy kích vào link YouTube bên trên để cùng dự đoán kết quả lỡ đâu nhận ngay phần quà 100k Việt Nam đồng nha anh em ơi. Phần quà chúng ta đã gấp đôi lên 100k nha anh em ơi. Rồi hiện tại bây giờ Khải đang ăn hết gần 100 cái rồi. Ăn hết gần 100 cái rồi. Cho anh em dự đoán thoải mái nè em ơi. Khải ăn khoảng tầm 100 cái Khải sẽ ngừng dự đoán nha em. Khải ăn chỉ còn 100 cái nữa thì Khải sẽ ngừng dự đoán nha anh em ơi. Để tránh tình trạng anh em dự đoán sát quá thì không được tính đâu nha.
Rồi tiếp tục đi em ơi. Đúng rồi, gì đó một lần duy nhất, và đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ nha. Cảm ơn em rất nhiều. Hiện tại bây giờ Khải đang ăn em ơi. Một viên thủy tinh, nãy giờ chưa có cái gì có giá cả em ơi. Toàn thuốc lắc tống kim, máu tống kim thôi. Toàn thuốc lắc máu tống kim thôi. Một viên thủy tinh. Ai chà chà, có vẻ hơi bị canh nha. Có vẻ hơi bị canh nha. Theo Khải thấy thì chắc chắn là 100 anh em là Khải chắc 144, mà bao nhiêu phần trăm thì Khải không biết đâu em ơi. Cho anh em biết là Khải đang cấp 144, chắc chắn với anh em là sẽ lên 144. Bao nhiêu phần trăm thì Khải không biết, anh em cứ dự đoán 144, bao nhiêu phần trăm kèm theo cái sự may mắn của anh em thôi. Anh em nào dự đoán nhanh chính xác nhất đã like chia sẻ thì Khải sẽ gửi tặng anh em 100k duy nhất cho buổi tối ngày hôm nay luôn em ơi. Mà một viên thị tinh nữa, một phi tóc lỡ bao. Chưa có gì hiện tại khả năng cần đó là cái Evan, hai cái bánh tét bánh chân Evan 2022 nè. Đó, khả năng cần ở đó. Được cánh vào bạc luôn em ơi. Hiện tại bây giờ vẫn chưa có cái nào luôn. Rồi tiếp tục rồi, có vẻ như là chưa thấy êm cho lắm em ơi. Đang quá đen, đang khá đen. Đang khá đen, chưa có cái nào luôn. Đậu xanh. Hiện tại Khải đã ăn hết gần 300 cái rồi em ơi. Hiện tại Khải ăn hết gần 300 cái rồi. Đã lên cấp 142. Đã lên cấp 142. Anh em lưu ý nha, khoảng tầm 150 cái Khải sẽ ngừng, không cho dự đoán nữa nha anh em. Tầm 150 à, ok, có một cái bánh tét 2020 rồi. Một bánh tét một điểm kỹ năng. Ok, tiếp tục một viên tinh hồng này, viên thị tinh nữa. Ok, thơm thơm, làm hai bộ coi có được hai bộ không. Hiện tại Evan này ăn hết tốn khoảng 10 kim, kèm theo 50k điểm tốn kim thì nó tốn khoảng tầm 10 kim 3, 10 kim 4 xu rồi anh em. Đó, nói chung là khoảng tốn ăn hết cái này tốn khoảng tầm 700k bị đồng. 700k bị đồng. Một viên thị tinh nữa, một viên tinh hồng nữa. À, ok, còn 600 cái anh em. Anh em like chia sẻ đi và comment dự đoán đi anh em. Cấp vào phần trăm đi anh em ơi. Hãy dự đoán cấp vào phần trăm đi anh em ơi. Mini game 100k rất đơn giản dành cho anh em. Đây là Khải sẽ ghim cái comment lên cho anh em dễ hiểu hơn. Sau cái comment đó thì anh em nào comment thì mới được tính nha anh em. Đâu rồi? Đâu rồi? Khải này. Đâu rồi? Khải vừa comment mất tiêu rồi. Đó, anh em cứ comment đi, comment nhiệt tình đi anh em ơi. Comment nhiệt tình đi anh em ơi. Đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha. Đây, Khải sẽ ghim lại cái bình luận cho anh em. Thay thế tin nhắn. Đó, ok chưa? Rồi. Khá nhiều anh em dự đoán 144. Khải nghĩ là chắc chắn là 144 rồi. Còn phần trăm thì không biết anh em nào may mắn thôi nè. Anh em nào may mắn cứ dao động từ 10% đổ lại hoặc là 10% hơn. Gần chính xác nhất thì Khải sẽ trao quà 100k cho người đó thôi. Rất đơn giản thôi nè. Ôi, làm cho 3 bình tiên thông lộ đặc biệt một lúc. Ngon lành. Có thì có cái cảm ơn anh. Tại giờ Khải còn 500 cái Evan em ơi. Khải còn 500 cái Evan anh em ơi. 500 cái Evan cuối. Rồi ok. Khải sẽ ăn tiếp 250 cái nữa. Sẽ bắt đầu khoảng 300 cái đi. Khải ăn cũng tầm 300 cái nữa. Khải sẽ bảo ngừng là những comment anh em dự đoán sẽ không được tính nữa nha anh em. Những cái comment của anh em sau cái câu Khải bảo ngừng là không tính nữa nha. Không cánh quá tử với Thiên Sơn vào à. À cái này thì Khải thấy nó hên xui các bạn ơi. Tại vì Khải nghe Vinh rất là nhiều rồi. Có cánh Thiên Sơn hoặc là không cánh thì Khải thấy nó cũng tương đối như nhau thôi em ơi. Tại vì là ở bên server này thì nó không có như mấy những server khác em chơi. Thì may mắn này nọ, nhưng mà Khải cảm giác thì anh Vinh không cần may mắn anh em ơi. Không cần may mắn luôn. Vẫn ra đồ thôi à. Rồi còn 400 cái. Tiếp tục máu me tông kim. Một lệnh bài boss đặc biệt. Ô có vẻ hơi ít. Có vẻ hơi ít lệnh bài boss nha. Có về ít một mạch nạ. Ôi mạch nạ đuôi rồng làm gì đây, xấu quá. Đuôi rồng đây, ba lần bay boss. Hiện tại đã 143 rồi, 143 cấp rồi. Không biết anh em nào dự đoán đúng hay không, chúng ta cứ dự đoán từ từ bình tĩnh thôi anh em ơi. Tất cả dự đoán một lần duy nhất, và anh em đừng quên đó là cho Khải một like chia sẻ, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh anh em ơi. Anh em cứ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thì mới có thể theo dõi những buổi livestream cũng như là trực tiếp trên kênh YouTube của Khải nha anh em ơi. Hiện tại Khải ăn gần 700 cá rồi. Mới có một cái bánh tét rồi anh em ơi. Cố gắng kiếm một bộ thôi. Sao hơi đen nha. Còn 250 cái. Khải sẽ ăn còn đúng 200 cái nha. Khải sẽ ăn còn đúng 200 cái là mọi cái dự đoán của anh em Khải sẽ ngừng và không tính nữa nha anh em ơi. Đó, anh em lưu ý đi, hãy dự đoán nhanh đi. Hãy dự đoán nhanh đi. Khải chỉ ăn cũng tầm thêm 50 cái nữa Khải sẽ không cho dự đoán nữa nha anh em ơi. Khải sẽ đi cái thành khác này, Tương Dương này, Phượng Thường cũng được. Ok. Anh em lưu ý là hãy kích vào link YouTube bên trên để dự đoán nha anh em. Tất cả comment trên YouTube mới được tính nha anh em ơi. Ok, được một cuốn nha. Một cuốn 12 điểm kỹ năng, ngon ngon ngon. Rồi tiếp tục. Ok, một cái bánh tét nữa, quá đẹp luôn anh em ơi. Đậu xanh quá đẹp luôn, hai cái bánh tét rồi. Hiện tại bây giờ điểm kỹ năng mình đang dư, mình đã cho điểm kỹ năng chi về ta. Quá nhỏ, một tiên thổ lộ, hai tiên thổ lộ. Hai tiên thổ lộ. Rồi ok, ngừng dự đoán. Đó, ngừng dự đoán nha anh em. Sau cái comment này, sau comment ngừng dự đoán, tất cả comment không được tính này. Hảo Nguyễn Ngọc không tính nữa này.
Đó. Anh em like đi anh em ơi. Ngô Tân không tính rồi này, Trung Anh không tính rồi này. Đó, anh em thấy cái chữ ngừng dự đoán chưa? Là những comment tiếp tục sẽ không tính nha anh em. Rồi ok, bây giờ Khả sẽ mạnh là thử bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm đây. Để xem ai là người dự đoán nhanh và chính xác nhất mọi người ơi. À, Thuận Lê Minh không được tính này. Đó, tại vì mấy cái đó comment sau sau cái câu thì là không được rồi anh em ơi. Mạnh Nguyễn không được tính này. Những comment sau cái câu ngừng là không được tính rồi nha. Quốc Việt không được tính này, Thái Phan không được tính này. Đó. Một nhìn tin không. Đình Phạm Văn không tính này. Những cái comment gì sau là không tính nữa nha anh em ơi. Khả chỉ tính ngược về trên thôi. Anh em nào dự đoán đúng nhanh chính xác sẽ nhận em 144 này. Còn 50 cái cuối cùng. Ok, quá thơm luôn em ơi. Một cái bánh chưng 2022 luôn. Rồi đẹp rồi, đẹp rồi. Ok, những cái cuối cùng. Những cái cuối cùng. Ok, còn đang rồi ok, một cái cuối cùng em ơi, ngừng hết rồi nha mọi người. Ngừng hết từ sau khải bảo ngừng vô đó nha. Hiện tại bây giờ là những cái thuốc lắc khải bỏ trong này. Bỏ trong này. Mấy cái này bỏ trong này. Không có giá trị bỏ trong này. Giờ tính tí nữa Khải sẽ tính tiền cho anh em xem là ăn lời hay lỗi nè. Hiện tại bây giờ thì Khải chưa biết được. À, đưa top băng hỏi nè. Đưa top cá nhân nè. Đâu rồi. Rồi mâm ngũ quả. Được một cái mâm ngũ quả này. Mấy cái máu tống kim này Khải sẽ bỏ vào trong nha nè. Máu tống kim và lắc tống kim thì tí nữa Khải sẽ tính sau. Tại vì tầm này nó full quá. Full chỗ quá nè. Này, này bỏ hết đi trong nè. Phi tóc cũng bỏ nè. Không có giá nè. À, ok, cứ bỏ hết vào trong đi, Khải tính cho nó dở nè. Đó, đó. Còn một cái cuối cùng thôi anh em ơi, một cái cuối cùng thôi, không biết nó có ra rừng Sơn Hà hay không thì Khải chưa biết được nha. Khả chưa biết được nha. Không biết nó có ra rừng Sơn Hà hay không này. Ra rừng Sơn Hà thì may ra có vài kim chơi nè. Đó, tại vì anh Evan chỉ tốn khoảng 7 kim hơn thôi, 10 kim hơn thôi. Mà nó ra cái rừng Evan này, nó ra cái rừng Sơn Hà thì chắc chắn sẽ ok hơn anh em. Giá cả bán sẽ ok hơn. Rồi, tiếp tục bỏ vô. Đại lực. Nó cho một bộ bên trên quá ngon luôn em ơi. Máu me tổng kim các kiểu. Đây ok. Một cái mâm quả cuối cùng này. Bum. Được gì đây? Được rồi. Boy. Hiện tại Khải 144 và 19% em ơi. Đã lên 144 và 19% thôi. Đó. Để xem anh em nào vừa đoán đúng. Được rồi Khải được gì đây? Được gì đây? Có rương Sơn Hà không? Boy. Lệnh bài bót đại, lệnh bài bót đại, hộp quà may mắn, hộp quà hộp tối phiến ngẫu nhiên, càng không 30 ngày, bí quyết 120, tiếp văn tinh, huyết chân đơn, ok không có gì cả, nói chung là được một cái cuốn bí quyết này thôi, và được một cái 5% khác tất cả, rồi nói chung là Khải nghĩ chắc là cũng ok nè, được mấy cái này là ok, rồi Khải coi thử ai trúng này, 144, 19%, xem ai vừa đoán đúng và nhanh đầu tiên đây. Anh em cùng xem với Khải bên trên nha anh em ơi. Khải chỉ tính những anh em trên kênh YouTube thôi nha. Anh em trên fanpage Khải đã nói rồi. Anh em chỉ được dự đoán trên kênh YouTube. Và đây, sau cái câu comment này anh em thấy không? Anh em dự đoán cấp và phần trăm gần chính xác nhất từ 10% đổ lại hoặc là hơn gì đó. Ai dự đoán nhanh và chính xác nhất sẽ nhận ngay 100k. Và sau cái câu bắt đầu này thì những cái comment của anh em sẽ được ok. Hiện tại Lý Quỳ dự đoán là 144, 17%. Không biết là có ai hơn hay không. Hiện tại Lý Quỳ đang trên nhau khoảng tầm anh em cùng xem sơ qua này. Hiện tại Trúc Đông. Đây là người dự đoán có vẻ như là người đầu tiên. Khả thái là chỉ trên nhau 2%. Tiếp tục không biết anh em nào chính xác hơn không. 144, 65, 24, 13. 24 thì quá xa rồi, cách 5 rồi. Cách 5% rồi. Còn 65 thì cách quá xa rồi, không cần nói rồi. 89 cách quá xa. 144, 88 cách quá xa luôn. 145 thì khỏi nói rồi, tại vì vượt một cấp rồi. 144, 19% dành cho Tình Phạm, người duy nhất và đầu tiên dự đoán nhanh chính xác nhất. Hiện tại bây giờ đây là comment Khải thấy dự đoán đó là 144 và 19%. Đây là dự đoán đầu tiên Khải cảm giác rằng đây là dự đoán chính xác nhất anh em ơi. Nên là chúng ta không cần tìm những anh em bên dưới làm gì nữa cả nha anh em ơi. Ok chưa? Ok chưa? Hiện tại Tình Phạm đã dự đoán đầu tiên và chính xác nhất. Hiện tại không có chỉnh sửa. Nếu có chỉnh sửa Khải sẽ nhìn thấy ngay anh em. Đó. Coi phía dưới anh em nào dự đoán chính xác nữa không, mà người thứ hai không nè. 144 20%. 144 12. 143 144 68 35 20. À, đây thì thua 1%, nhưng mà rất đáng tiếc Tình Phạm đã là người đầu tiên rồi, 144 19% rồi. Coi có nè. Đây, Hoàng Nguyễn 144 19%. Rất đáng tiếc cho Hoàng Nguyễn ha. Hoàng ơi, Hoàng dự đoán đúng rồi mà người thứ hai là không được rồi Hoàng ơi. Rồi ok. Đó, chúng ta vẫn có đâu đó à, Hoàng vẫn dự đoán đúng nè anh em ơi. 144 20, 144
11, 144 30, 144 22. Rồi, theo ngoài thấy là 144 23, 45, 75. Dự đoán chung 120 nhiều thứ. Chung cơ thôi em, ai người đoán đầu tiên sẽ nhận thôi em ơi, tình phạm rồi. 143, 144 6, 144 79. Rồi, 144 20 rất là nhiều. 144 10. Ok, 144 24, 144 45, 144 47. Coi có ai 144 19 nữa không ta? Không thấy ai luôn nha anh em ơi. 144 37, 144 15, 13, 60, 47. Rồi 44 463 823 12. Rồi ok. Sau cái câu ngừng dự đoán này anh em thấy không? Thì tất cả những comment bên dưới không được tính anh em mọi người thấy chưa? Đó, không được tính nha anh em. Đó có chính xác cũng không tính rồi ok. Rồi tính qua thì Khải thấy rằng ok 100. 119 dành cho tinh phạm. Đó, đây, anh em cùng xem lại cái comment đây anh em ơi. Nói cái sách mắc cái trứng cả anh em đây. Anh em cùng xem này. Từ cái câu Khải bảo này, dự đoán này, đúng chưa? Xong rồi kéo xuống này, 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 đúng chưa? Tinh phạm 144 1900. Xin chúc mừng em ơi. Xin chúc mừng tinh phạm đã nhận lấy 100k. Em inbox vào Facebook giùm anh đi tinh phạm ơi, rồi cho anh check thử đúng cái kênh YouTube tinh phạm không? Nếu đúng thì anh sẽ gửi cho 100k cho tinh phạm ơi. Anh em ok chưa? Có cái thắc mắc gì không anh em ơi? Có thắc mắc gì không? Vui không anh em ơi? Có chúng Hồng không lấy đâu. Ok Hồng ơi. À ok. 144. Xin chúc mừng tinh phạm, một người trên kênh YouTube của Khải luôn, một người em làm color cho kênh Khải luôn. Vừa 144 19%. Chúc mừng em. Inbox Facebook anh. Check kênh YouTube. Nhận ngay 100k. Xin chúc mừng. Đó, anh em thấy đơn giản không? Chỉ việc anh em đang xem like, chỉ việc đỡ lại một like chia sẻ. Rồi chúng ta có thể nhận ngay phần quà 100k thôi anh em. Rất là đơn giản dành cho anh em. Ok anh em. Rồi bây giờ Khả sẽ trở về màn hình chính. Đó, ok chưa? Ok chưa? Và tình phạm ơi, BM giùm anh nha tình phạm ơi. Ok, Khải sẽ cho anh em xem đồ nhá. Đây anh em ơi. Hiện tại anh này đang mang set đồng bang anh em. Đang mang set đồng bang. Đó. Đồng bang. Bao tay. Nón. Nói chung là đang 80 chậm anh em. 80 chậm là lượng phòng thủ còn khá là đủ chơi. 80 chậm lượng phòng thủ đủ chơi. Rồi nó này có sẵn hàng một nên là mua nó này đánh được nè. Đặt móc 126 rồi là được, là ok cả. Đặt móc 126 này thấy chưa? Ok chưa? Thì nó này thì tốc độ có 10 thôi nhưng mà đặt móc nè. Hello mọi người, hello anh em nha. Hello trai Trần nha. Đây anh em ơi. Đó, nói chung là bên này được 60 chón, hiện tại đang tìm cái áo 40 chón đẹp hơn một tí nè. Đẹp hơn một chút. Thì mua thôi. Đó, ok, Khả tăng điểm luôn anh em ơi. Tại giờ điểm lực tay đủ rồi. Bây giờ Khả chỉ dồn vào máu thôi nè. Khả đang muốn bỏ 200 máu, Khả lấy kháng cả 5 này nè. Đó. Khả đang bỏ thành máu luôn. Máu trong này khá nhiều rồi. Rồi, được Khả chốt thử lời hẹn lỗ nè anh em ơi. Khả anh hết tốn hết 10 kim. Thì được rồi. Tính nhẹ cho anh em xem này. 5 anh em, cái rương này nha anh em. 3 lần bài đặc biệt. Đây, tính cho anh em xem. 3 lần bài đặc biệt. 3 lần bài đặc biệt là khoảng 150 một cái đi. Là 3 cái là 450. 450 cộng cho 5 viên thủy tinh. 5 viên thủy tinh này khoảng 150 xu nữa. Cộng 150 xu, đúng chưa? Rồi 5 bình thiên thần lộ đặc biệt. 5 bình thiên thần lộ đặc biệt này khoảng 150 một bình đi. 150 một bình là quá rẻ nha, nhưng mà 150 giờ tính. 150 300 cộng 750 đó, cộng 750 ok chưa? Rồi. 3 mình tiền thông lộ thường. Rồi 3 thường lộ thường 50 xu. Đó. 1400 rồi. 3 viên tinh hồng, viên tinh hồng khoảng 50 xu. 3 viên là 150 xu. 1550. Rồi một bộ lắc tông kim, một bộ lắc tông kim anh em, 50 này, 50 chứng cổ, 50 phi tóc, 50 lần bài này là khoảng 500 xu. Đó, cho một bộ thôi cho nó tròn, tại vì mấy nó dư khoảng tầm 90 cá thôi nè. Đó. Ơi, 6 bình tiền thông lộ luôn à. Cộng thêm 150 nữa nè. Rồi, còn gì nữa? Phi tóc này cũng thua. Rồi 4 viên tinh hồng nha anh em, nãy còn thiếu nha. Cộng thêm viên tinh hồng 50 xu nữa. Rồi 2002 rồi. Mấy cái mình máu tung kim. Máu tung kim này thì ở server Khải cứ khoảng 100 bình là 100 xu nè. 100 bình là 100 xu. Thì cái này khoảng 440 bình. Thì mình sẽ cộng cho nó 440 xu. Đó, ok chưa. 2690. Có vẻ như là bình rương này thì không có gì đáng giá nữa nè em ơi. Cái đồ top này không có gì đáng giá nè.
Khải đang rao bán Ethereum con trai cưng ơi. Hello mèo em ơi. Đây hiện tại bây giờ được cái càng khôn tiền này anh em. Thì cái này hiện tại 30 ngày nhưng mà giá nó khoảng 1 kim thôi nè. Khải sẽ kẹo nó 1.000 xu. Đó, 1.000 xu này. Rồi cái này thì khoảng 150 xu, cục 300 triệu 150 xu. Biết cắn được không? Đừng có cắn được không? Ồ cắn được nha anh em. Đang thiếu 3 tỷ nữa. Ok ngon đấy. Rồi, đã mua dứt luôn. Rồi. Hiện tại đang có 3.870 xu rồi. Cái cuốn này bí quyết 120. Không được đại thành nữa. Cái bí quyết này khoảng tầm 200 xu, 300 xu nè, 300 xu. Rồi. Được cái cuốn 12 này, cuốn 12 này chắc cũng tầm 800 xu. Cộng 800 xu. 4.900 rồi, 8 xu nè, bỏ như này. Rồi, hộp tối phiến mở nè, mở lỡ anh em là trúng luôn nè. Mở. Rồi, hộp 1 luôn, bó tay luôn. Hai lần bài bó đặc biệt, hai lần bài bó đặc biệt này thì được khoảng 800 xu một cái thì cộng 1 cái xấu nè. Ok, được 6.000 năm rồi. Cái hộp này thì mở ra chắc là cũng không có quyền trọng. Ok, tiếp tục nè, đến cái hạt bánh tét. Hạt bánh tét kỹ năng thì thường trung bình thì nó khoảng tầm 1k. Không biết là tầm này bao nhiêu nhưng mà những event mới thì cứ nó tầm 1k một cái nè. Thì hai cái này, hai cái kỹ năng này sẽ cộng cho 2k. Đó, event mới mà. Rồi cái tiềm năng này khoảng 800 xu nè. Tiềm năng 5 điểm này khoảng 8 xu nữa. Cộng 8 xu. Ok, nói chung là bỏ hết 10 kim 5 nè. 10 kim 5, 10 kim 3 chứ. 1 kim 3 thu lại 9.340 xu. Không lỗi gì mấy anh em ơi. Không có lỗi luôn, lời được 30 tỷ luôn em. Đó, lời chọn gói luôn nha anh em. Không lỗi nha. Chung là anh event mà anh em được 30 tỷ, được gần 4 cấp rưỡi anh em cũng đủ hiểu rồi. Quá thơm rồi. Cái khả tăng và sợ hà luôn. Đó, ok chưa? Ok chưa? Quá đẹp luôn em ơi. Rồi, coi cái này chắc chắn là khả anh, nhưng mà con đường môn này anh em nó dư điểm á. Nên là hai cái này chắc khả bán em ơi, tại vì điểm kiểm kỹ năng á thì đường môn tầm này không có xài nữa rồi. Khải sẽ bán là hai cuốn này bèo bèo cũng được 2 kim đó anh em. Ít 1 bằng 1.000 xu. Khải nào ai mua thì bán thôi. Tại vì cái kỹ năng này đường môn đang dư nè, không cần. Rồi, Khải sẽ cắn tiềm năng thôi. Hoặc là Khải sẽ mua full tiềm năng, cắn tiềm năng. Ok. Tại vì đường môn cần tiềm năng anh em ơi. Ok. Bên này nó quá dư rồi nè. Ô, không biết là đủ điểm tăng không ta. Nếu mà thiếu thì mình sẽ cắn thêm một cái. Cái này là liệm kỹ năng này. Cái nút cái này đây, 12 này. Ok. Sơn hào nữa nè. Ok, vừa sơn hào luôn. Đẹp chưa? Vừa sơn hào luôn em ơi. Đó. Lên được 3 cấp hơn, với lại cắn được hai cái kỹ năng á. Cũng nâng được max sơn hào 1, đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Rồi, lên bài boss cái này để bán thôi. Khải bán cái này. Như cái này. Bài boss đặc biệt. Ít 2. Ơi. Mới cầm ra nãy không mà sau này nó lại chưa rác cái gì, bất minh đạo cụ này mấy cả. Ông reset máy đi, ông quên, ông cập nhật lại, update đi. Phiên bản mới em mà. Update rồi mà. Update rồi á, tách hết game luôn. Vâng, em tách sạch game luôn rồi update mới đúng không? Chạy update là mới đúng không? Ừ đúng rồi, mà nó vẫn bị vậy? Vẫn bị, có phải khởi động lại máy không anh? Rồi kiểu này chứ khởi động lại máy đi, nhiều khi em out game mà nó không hết game á, nó còn dính cái một cái tab ẩn là không update được. Nó bảo nó nát nên còn nên 100% kinh nghiệm ấy, với cả có cái thanh, có cái trang bị chắc bị sao rồi. Thanh công kim cương hạng liên này. Dạ bị lắc. Đồ nãy mà nó cho còn đánh em là ngon luôn là. Ừ đúng không? À đánh em mà đọc ngựa luôn, đúng rồi. Được phải đóng lại vậy. Ok anh thanh em nha, Tình Phạm ơi, cảm ơn em nhiều luôn này. Rồi ok anh em xem video này đừng quên cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha anh em ơi. Chuẩn bị hoạt động ban thôi anh em ơi.